lên cái tay lên anh em ơi. À, lại sắp cũng trao nữa đây đấy. Của cái đống sách này đâu đó đấy. Này nữa là thằng đã có 26,7 tấn thì thôi cũng chơi nhân hà thôi. Rồi đó, đến lúc chúng ta phải đi đào tảo rồi. Ôi trời ơi, tảo không cất. Chết thì cũng phải đi đào, không là chết thì cũng...
cả. Ê, điên thì có thể chúng ta không thiếu. Rồi bây giờ cũng cần bây giờ là oxy. Cần tạo, chúng ta cần nước. Nước ở đây. Đã có một bình nước vô tận ở đây. Làm sao đó làm chúng ta phải dần cái bình nước kia về đây. Bình nước bẩn này thì chúng ta xử lý sau. Và bây giờ chúng ta đào mén như thế này. Từ từ mẹ ơi. Don't be stressed.